يا عمو ايه؟ Nhiếp Chưa lâu quá. họ lấy nhíp đi anh, nhíp nó nhẹ. Em chưa làm gì đâu mà. Đấy à. Mẹ đói bụng chưa, con thấy có ăn không vậy? Sáng thu thu hẹp cánh mũi là phải sạch hết cái này thì em mới làm được. Nhớ nha, khi nào anh nó làm được mới đi làm nha, không mày nó nguy hiểm lắm đấy. Bộ này mà đi làm tầm bậy là mệt đấy. Cố nhé. Cố nhé. Rồi, ok. Có cái nữa nhé. Rồi. Mũi đâu đâu mấy. Không đâu mấy hả? Nó làm từ từ cho. Nhớ mua cái thẻ và cố gắng đi cho anh nhé. Rồi, ok, cút ra đâu. Dùng được nữa không bé? Ừ, cho anh chút nữa. Ủa, rồi.
Ai nhìn gớm gớm xuống. Quỷ. Cố nha. Mẹ ơi. Ông nội của ông chứ có ai. Em đã cố tình nhắm mắt mà thấy gớm quá. Đợt này em để lâu quá nó hôi á. Mày hồi quá. Thật chứ. Ai kêu để hồi để lâu thì toàn tiếng bả không. Cố nhá. Cố. Em đã cố tình mở mắt ra. Ngày xưa anh có một con bé nó bị mụn cũng phải một nửa em á, mà nó dám đi sửa mũi giờ ha, anh phải thấy là tội nghiệp luôn á. Kêu giờ ráng 6 tháng sau nó lành rồi mới ăn được, cái bây giờ sao nó ăn được mũi quá trời mụn luôn. Em mà nặng dưới này thấy đau, nhưng nặng trên không thấy đau. Nặng cái đầu này đau nè. Đúng rồi thật. Anh đợi thôi. Chạy được mắt luôn. Ráng sắp xong bên đây rồi. Cố nha. Nhi qua đây giúp anh. Nhi qua đây giúp anh. Đây. Quay nhé kìa. Cố nha.
Nãy anh nói mũi đau mà. Đã ghê nha. Còn một cái sợi nó dài chân không khít cố nhé.